cá voi xanh, hay còn gọi là Balanocera musculus, là một trong những sinh vật kỳ diệu nhất của đại dương. Khi nhắc đến cá voi xanh, có lẽ điều đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến chính là kích thước khổng lồ của nó. Bạn có biết rằng cá voi xanh là loài động vật lớn nhất từng tồn tại trên trái đất? Đúng vậy, chúng không chỉ lớn hơn bất kỳ con khủng long nào mà từng sống trên hành tinh này. Một con cá voi xanh trưởng thành có thể dài tới 30 mét, thậm chí có những cá thể ghi nhận lên đến 33 mét. Để bạn có thể hình dung rõ hơn, hãy tưởng tượng một chiếc xe buýt dài cá voi xanh có thể dài hơn chiếc xe buýt đó gấp đôi. Về trọng lượng, cá voi xanh cũng không kém phần ấn tượng. Chúng có thể nặng tới 200 tấn. Đó là một con số khổng lồ và để so sánh, bạn có thể nghĩ đến việc một chiếc xe tải lớn cũng chỉ nặng khoảng 10 tấn. Nghĩa là một con cá voi xanh nặng tương đương với 20 chiếc xe tải. Điều này khiến tôi cảm thấy thật kỳ diệu khi nghĩ đến việc một sinh vật khổng lồ như vậy lại có thể bơi lội tự do trong đại dương sâu thẳm. Nhưng không chỉ có kích thước, cá voi xanh còn có những đặc điểm thú vị khác. Chúng có một trái tim lớn đến mức có thể nặng tới 400 kg và kích thước của nó tương đương với một chiếc ô tô nhỏ. Trái tim của cá voi xanh đập chậm, chỉ khoảng 2 đến 6 lần mỗi phút khi chúng đang lặn sâu dưới nước. Điều này giúp tiết kiệm năng lượng cho chúng trong những chuyến đi dài. Khi cá voi xanh nổi lên mặt nước để thở, bạn có thể thấy một cột nước phun lên cao tới 9 mét. Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp và đầy ấn tượng. Mặc dù kích thước khổng lồ, cá voi xanh lại ăn chủ yếu là những sinh vật nhỏ bé như krill. Chúng có thể tiêu thụ tới 4 tấn krill mỗi ngày trong mùa ăn uống. Bạn có thể tưởng tượng rằng một con cá voi xanh sẽ mở miệng ra và nuốt chừng hàng triệu con krill chỉ trong một lần. Điều này thật sự khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên về cách mà thiên nhiên đã tạo ra sự cân bằng giữa những sinh vật lớn và nhỏ trong hệ sinh thái. Nhưng không may, cá voi xanh đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa. Từ việc săn bắt quá mức trong thế kỷ 20 cho đến ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, số lượng cá voi xanh đã giảm mạnh. Hiện nay, chúng được xếp vào danh sách động vật nguy cấp. Điều này khiến tôi cảm thấy rất chăn trở một sinh vật tuyệt vời như cá voi xanh không chỉ là biểu tượng của đại dương mà còn là một phần quan trọng trong hệ sinh thái biển chúng ta cần bảo vệ chúng để thế hệ tương lai cũng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng tóm lại cá voi xanh không chỉ đơn thuần là một loài động vật lớn nhất mà còn là một biểu tượng cho sức mạnh và sự kỳ diệu của thiên nhiên chúng ta cần nâng cao nhận thức về việc bảo vệ những sinh vật này và môi trường sống của chúng hãy cùng nhau hành động để bảo vệ đại dương và những sinh vật huyền bí mà nó chứa đựng bởi vì chỉ khi chúng ta hiểu và yêu thương chúng chúng ta mới có thể bảo vệ được những điều kỳ diệu như cá voi xanh